Lại nữa, thiện nam tử, ví như đêm tối tất cả mọi công việc thầy đều ngừng nghỉ, nếu công việc nào chưa xong phải chờ đến trời sáng. Người học đại thừa tùy tu tất cả pháp thiền định trong khế kinh, nhưng phải chờ đợi mặt trời đại thừa đại niết bàn, nghe giáo lý sâu kín của Như Lai rồi mới có thể tạo nghiệp bồ đề trụ yên nơi chánh pháp. Ví như trời mưa thấm nhuần và làm nảy nở tất cả các hạt giống lớn lên kết thành trái ngọt, trừ dứt nạn đói, mọi người được no đủ vui vẻ. Mưa pháp vô lượng của tạng Như Lai sâu kín cũng vậy, có thể trừ được 8 thứ bệnh nhiệt, kinh này ra đời ví như trái cây kia có nhiều lợi ích, làm cho tất cả được an lạc, khiến chúng sanh thấy được tánh Phật. Như trong hội Pháp Hoa có 8.000 thanh văn, riêng được Phật thọ ký sẽ được quả lớn. Ví như mùa thu thu hoạch, mùa đông chứa trữ, rồi không còn công việc gì nữa cả. Những kẻ nhất thiện đề cũng vậy, đối với các pháp lành họ chẳng có công việc gì để làm nữa cả. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y nghe có con nhà kia bị loài phi nhân bắt, bèn lấy thuốc hay rồi sai bảo một người rằng: ông mau đem thuốc này cho người ấy, nếu người ấy gặp các quỷ thần dữ, nhờ sức thuốc này chúng sẽ lánh xa, nếu ông chậm trễ tôi sẽ tự đi, chớ nên để người ấy phải chết uổng mạng. Nếu bệnh nhân ấy được thấy sứ giả và oai đức của tôi thì liền dứt được khổ não, vui vẻ an ổn. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, nếu trong hàng tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di cùng các ngoại đạo có những người đủ sức thọ trì kinh điển này, đọc tụng thông thạo, lại vì người khác phân biệt giảng rộng, như tự mình sao chép hay nhờ người khác sao chép, thì những người ấy đều tạo ra nhân duyên bồ đề, như những kẻ phạm 4 giới cấm, 5 tội nghịch, hoặc bị tà quỷ độc ác bắt giữ. Nếu nghe được kinh điển này thì tất cả những điều ác đều tiêu diệt, cũng như tà ma ác quỷ khi gặp lương y liền phải tránh xa, nên biết rằng những người ấy thật là đại bồ tát. Vì sao vậy? Nhờ được nghe kinh đại niết bàn này, trong chốc lát lại sinh ra ý tưởng Như Lai là thường tồn. Được nghe kinh này trong chốc lát còn như vậy, huống chi là sao chép, thọ trì, đọc tụng. Cho nên những người được nghe kinh này, chỉ trừ những kẻ nhất thiện đề, còn lại đều là đại bồ tát. Lại nữa, thiện nam tử, ví như những kẻ điếc chẳng nghe được âm thanh, những kẻ nhất thiện đề cũng vậy, dù muốn lắng nghe kinh điển vi diệu này cũng không nghe được. Vì sao vậy? Là vì bị điếc. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y thông đạt hết các phương thuốc, lại thêm biết rộng vô số chú thuật, vị lương y ấy đến gặp vua tâu rằng: đại vương, nay ngài đang có bệnh phải chết. Vua đáp rằng: khanh chẳng thấy được những gì trong bụng trẫm, làm sao nói rằng trẫm có bệnh phải chết? Lương y đáp: như ngài không tin, vậy nên uống thuốc sổ, sau khi sổ ra rồi tự ngài sẽ thấy biết. Vua không chịu uống thuốc sổ, lúc ấy vị lương y dùng sức chú thuật khiến hậu môn của vua lở loét, lại có cả trùng và máu lẫn theo da khi vua đi tiêu. Thấy vậy rồi vua lấy làm khiếp sợ, khen ngợi vị lương y ấy rằng: giỏi thay, giỏi thay, trước khanh đã nói nhưng trẫm không tin, nay mới biết khanh làm chuyện lợi ích lớn cho thân trẫm vậy đây. Vua liền cung kính vị lương y dường như cha mẹ. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, đối với các chúng sanh dù có tham dục hay không tham dục, kinh này có thể làm cho phiền não của họ đều rơi rụng. Các chúng sanh ấy cho đến trong giấc mộng được thấy kinh này, thầy đều cung kính cúng dường, cũng như vị vua kia cung kính vị lương y. Vị đại lương y ấy khi biết người bệnh nhất định phải chết thì không điều trị. Kinh điển đại thừa đại niết bàn này cũng vậy, không trị được những kẻ nhất thiền đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như lương y thông thạo 8 phương pháp dùng thuốc, ắt có thể liệu trị hết thảy các bệnh, chỉ không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng vậy, có thể cứu độ cho hết thảy những người có tội, chỉ không cứu được những kẻ nhất định phải chết là nhất thiền đà. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo 8 phương pháp mầu nhiệm trong sách thuốc, lại còn hiểu biết rộng hơn cả 8 phương pháp ấy nữa. Trước hết ông đem sự hiểu biết của mình mà dạy cho con, khiến con biết rõ tất cả mọi thứ, cây thuốc trên cạn, dưới nước hoặc ở nơi núi rừng. Cứ như vậy, ông dần dần dạy cho con đủ 8 phép trị bệnh, sau đó lại dạy đến những phương thuật khác mầu nhiệm và cao chỗi hơn hết. Đức Như Lai ứng cúng, tránh biến chi. Cũng vậy, trước hết, ngài dạy cho con là các vị tỳ kheo về phương tiện dứt trừ tất cả phiền não, tu học quán tưởng toàn thân vốn không bền vững. Đó là ví như dưới nước trên cạn hoặc ở nơi núi rừng. Dưới nước là ví thân chịu khổ, mong manh như bọt nước,
trên cạn là ví thân không bền vững như thân cây chuối, ở nơi núi rừng là ví như ở trong phiền não mà tu tập phép tượng vô ngã. Vì nghĩa ấy, thân được gọi là vô ngã. Như vậy Như Lai dần dần dạy cho các đệ tử giáo pháp chín bộ kinh, khiến cho thông thuộc rõ biết. Kế đó Ngài mới dạy về tạng Như Lai sâu kín. Ngài thuyết cho các đệ tử nghe, Như Lai là thường tồn. Như vậy, Như Lai thuyết kinh Đại Thừa Điển Đại